Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Scary Teacher 3D. Ok, let's go. Chapter 4. Bye-bye. It's finally here! Oh, I can't wait to start controlling those brats! Wait a minute. What are these this? For? Nothing, dear. Come here. Now, you won't remember a thing. Now the real fun begins. Oh, Francis! Be a dear and fetch me a drink. Wow. I'm really beautiful. Okay, let's go. Cái game này hình như mới update các bạn ạ. Cho nên là khi vào phần này rất là sáng luôn. Bà ta đang đi đâu đây? Let's go. Rồi mình sẽ tháo cái này ra từ lưng ông ta. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. Taking Tom Run. Thank you.
ăn luôn cái này. Đi sang đường hầm này tiếp, xem muốn đi đâu. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3. Pixel Gun 3D. Từ game này thì mình sẽ chơi map Ramdun. Xem vào map gì thì mình chơi map đấy. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ vào thôi. Nuclear City. Ok, map này rất là rộng luôn. Mình sẽ cầm khẩu AK. Wow, rất là đông luôn. Ba người vẫn một mình. Ok. Thank you.
tàu rất là đông luôn, 4 người tất cả. Ok, mình sẽ ăn những viên đạn ở đây. Mình còn bắn ở bên này nữa. Rất là đau luôn, xịt nữa mình chết. Không có chỗ máu nào để ăn. Thế là mình phải hy sinh để ra bắn tiếp. Ok. Giáp đây rồi. Bắn ngay để tránh thì mọi người sau. Đấy, bắn rất là hay luôn. Oh my god, khi mọi bắn hay thật. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Ice Cream High. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ phải xuống đây. Xuống từ tầng 2 xuống. Ok. Một cái bát bản đồ. Xong. Chúng ta đang ở kia. Wow. Chạy thôi. Ok, xin cảm ơn. Let's go, mình sẽ rửa ông ta đi hôm nay. Ta đang từ trên tầng 2 xuống. Tiếp tục, mình sẽ tìm ở đây.
Ok, ở đây không có thì các bạn sẽ phải tìm luôn hai cái chỗ, hai thùng rác bên này. Let's go, mình sẽ tìm bên này trước để cho ông ta đỡ nhìn thấy mình. Ok, let's go. Đây rồi. Mong sao ông ta chưa nhìn thấy mình. Không biết ông ta đi đâu rồi. Ở trong này các bạn có thể vào chơi game, hoặc các bạn có thể vào trao đổi để cầm một đoạn nước hoa, xong rồi trao đổi với cậu bé này. Ok, mình sẽ vào đây làm chuyện game. Oh, lại thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Roblox. Let's go. Mình đang còn rất nhiều tiền, cho nên mình sẽ chọn vào trong đây nữa đi. Nhân vật kia không biết có khỏe không. Vào hẳn trong này xem. Đây là một nhân vật rất là mới luôn. Chọn nhân vật này đi. Nhìn có vẻ rất là hầm hố. Rất là khỏe luôn. Wow. Oh my god, chết rồi. Anh chàng này rất là hay đó. Có điều là mình chưa sử dụng thành thạo anh chàng này. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử vào trong anh chàng kia xem như thế nào. Anh chàng này xem. Rất là khỏe luôn. Ok. Wow. Nhưng mà yếu thật. Chiêu thì rất hay, nhưng mà máu thì rất yếu luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Đây là một tựa game thuộc của hãng Say Game.
rất là khỏe luôn, trông máu thật. Ok, thành công rồi. Wow, mình vừa nhận cái gì đây? Mua luôn súng này. Ok, cũng được. Chúng ta có khỏe không? Có vẻ cũng được vậy. Đây là một súng nhắm. Súng ngắm. Bắn hai phát là chết luôn. Let's go. Rất là nhiều súng luôn. Mình sẽ sử dụng hai loại súng này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Dispatch. New game. Continue. Start game. Ok, mình sẽ chui ra ngoài. Chiếc chìa khóa. Mình sẽ dùng chiếc chìa khóa này để mở cánh cửa ra. Chuyên một tấm vé. Ta đang ở rất gần đây. Khi các bạn vào trong cái ngôi nhà mà đang bị khóa kia thì các bạn sẽ đã hoàn thành được chapter 1. Đây, ở đây là ngôi nhà đã bị khóa. Mình sẽ vào trong đây. Bởi vì mình vừa lấy mã số rồi. Let's go. Xanh đi. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Firelight Express 4.
One night. Rồi từ game này thì tất cả là có 3 phòng và một phòng ngủ. Rồi, và bây giờ các bạn phải coi 3 phòng, 3 cánh cửa này, làm sao để con gấu nó sẽ không đột nhập vào trong căn nhà của các bạn và nó sẽ cắn các bạn. Thì cái cách mình coi ấy, thì tức là mình sẽ đóng cửa, sau đó thì mình sẽ bật đèn. Tại vì khi đóng cửa thì nó tạo ra tiếng động, và mình bật đèn thì lúc đó con gấu nó sẽ khiếp và nó chạy đi. Và khi nhìn thấy nó phát là các bạn phải đóng cửa ngay, nếu không thì nó sẽ lao vào nó cắn các bạn và nó sẽ đột nhập trong này các bạn. Và càng nhiều con đột nhập vào trong thì lúc đó nó sẽ lao vào cắn các bạn ngay. Đây, vào đây là phòng ngủ. Ok. Đó, sau 1 giờ sáng rồi. Đó, các bạn cứ coi, càng được lâu thời gian càng tốt. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Chào còn lại các bạn trong clip tiếp theo.